Dạ. Ai đặt cô tiểu à? Mình để lên hết đời cô ơi. Dạ cô cắm cô bỏ làm cái chậu đi. Cô mình ở đâu đến viếng cầu năm con? À cô Bình Dương. Rồi, hôm nay là mình nghĩ là mình đến viếng hay sao cô? Dạ dạ. Mình đi với cả nhà con. Hai chị em đi. Hai chị em thôi. À, cô chuẩn bị chú đáo ha. Có bánh mía nè, xoài, cam. Rồi bên đây thì có hoa cúc, hoa huệ. Cái này như mình rút nó ra, mình rút nó trên đó, mình rút nó trên cái ra luôn à. Rút mạnh lên nó ra. Đó đúng rồi. Em về em phải lấy kéo em đâu biết đâu. Cái vô đây thấy mấy anh bây giờ rút lên là được à. Đó thấy sang nó làm dạng tay ghê không? Nó chuyên nghiệp không? Hàng cứng luôn á. Khang chuyên nghiệp cái vụ này nè. Cắt bớt không Khang? Dài quá không? Cắt bớt chứ. Cái mo là cắt bớt. Cái này để dưới đâu để chờ cho mẹ sợ nhất. Cho nước vô đi Khang cho nấy. Ờ có trái hành trà nè. Cô chắc coi YouTube chắc nhiều đúng không? Nên cô biết cậu Năm hết trái hành trà. Cái này chắc cũng cả ký luôn với hành trà nè. Để bên đây coi. Cúng rồi cậu ăn con ăn hết. Con là con Diệu Linh nè, con nuôi của Diệu Linh. Diệu Linh nên dành con nuôi của Linh luôn rồi. Anh nói là con nuôi Diệu Linh đừng tăng lên á. Đồng đó không? Đội tiếng đồng đó. Anh làm mấy lâu rồi nha, cho nên. Rồi ở đây cô chuẩn bị một cái dĩa là trái hành trà nè. À, kèm với bánh bía cũng như là xoài cam ha, xoài cam rất là nhiều luôn. Ở bên kia thì có một cái chậu trà nhiều cái xoài quá ha. Ờ trái hành trà. Trái hành trà hả? Nói giờ em không biết là trái hành trà nó rõ giống như xoài ha. Nó là trái hành trà đó. Cái vị thì cũng giống vị của xoài. Ngọt chua giống không? Nhưng mà nó có vị hơi chua hơn. Nhưng mà mình ăn thì vẫn dĩ nhiên cái vị của hành trà nó sẽ có đặc trưng. Mà em thấy sợ trường của chú Linh hồi lúc ổng có thuốc nhậu đúng không? Xin lỗi nha. Mà sợ trường ổng lúc trước sao biết lúc ổng về nhà cháu ở mà với nhà em gái mở thuốc nhậu biết em đọc cái sử không mà nói chung thì nghệ sĩ thì cũng phải có cái này có cái kia đúng không? Mà nhưng mà chú là không có cái canh đan. Quay em đi. Dạ. Yeah. Cứ nghi tắc bao là mình sẽ cắt xéo nha, nó có hút nước được. Cắt xéo. Cắt ngang là nó cũng hút nước được. Tốt. Đi ông không được cái mai biết đâu. Cái chuyện tây nữa. Nó bác nè, nó không. Gì cho nó tàn vậy. Nó còn có con nó vuông góc bốn bên là mình bỏ hai bên hay sáu cái nó ra vòng tròn. Muốn cho tròn là cắm bốn bên vuông cắm hai bên nhé rồi rồi xâm nước cho con Năm xâm nước cho vô cái chậu hoa. Ok quá vô trong luôn vô trong luôn vô trong cái thằng giàu luôn. Trong đây này cô cho mát không? Chứ ngoài nó hơi nắng á. Đúng rồi. Đó mình để trong nó sẽ lâu tàn ha. Buổi chiều nó hơi nắng. Hoa đẹp ha. Để cho mấy cô chú đừng bước qua nữa, hàng rào mà. Đúng rồi, làm hàng rào đó. Hàng rào luôn rồi đó, hàng rào đó. Đẹp chưa? Hoa gì cưng quá ta ơi.
Hoa nhìn cực. Anh này mua siêu thị, siêu thị anh. Không, anh mua ở ngoài. Ở gọi là cái vườn hoa. Rất là đẹp. Tại hôm qua anh thấy đi siêu thị em tưởng anh mua hoa chứ. Rất là đẹp. Đúng không mấy ông anh mình vô mình vừa dọc thì ổng cũng không được nữa. Ủa cái hoa này là hoa cúc màu xanh hả ta? Nào giờ em mới thấy màu xanh nè. Chú Tiểu. Cái nào? Cây khác nữa hả? Kìa má ơi. Ý là hôm qua có cái giống giống vậy nè mà nó. À, ý em nói là cái hoa cúc là chưa nhuộm màu hả? Đâu nó màu xanh nó vậy mà. Ý là hôm qua có cái loại mà nó nhộm lên màu xanh khét á. Nhộm lên màu. Hôm qua mình đứng bữa nay sao không thấy gì vậy? Chắc kìa rồi. Mai nó sẽ có hai chậu bông. Ủa ở đây mai này mai sẽ có hai chậu này, bông sáng gì? Với bông kia nữa. Con nào bông màu phong lan á. À phong lan hả? Anh đem chiều qua vô. Chị mua đem vô. Mai nó đem hai chậu con lan để đây đẹp lắm. Lan hả? Màu tím luôn mai này. Con lan để đây ngay góc nè, ngay góc này hả? Sáng. Ngay góc này hả? Đây này góc đây nè. À góc này. Đây đẹp. Góc đông hả? Ở trong cái hàng rào hả? Đây góc đây thôi. Hai góc này. Với góc bên kia. À góc này, cái góc này. Đúng rồi, mai để đây. Dạ. Màu màu tím nha. Màu tím. Màu tím. Ê trang đây hả? Đây trang đó đây hả? Nhưng mà nó chỉ khác màu thôi. Khác màu tím hơn. À. Nó cũng là hồ đẹp mà đúng không? Hồ đẹp ê trang màu tím thôi. À. Đây trang của cô Thanh Huệ màu tím vậy đó. À. Hai bên cho đẹp. Vậy đây. Là được 3-4 tháng rồi đó. Ở bên kia có cái đám tang đi ngang kìa. Đi cái đám tang đi ngang cho họ vô hồ viếng hồi năm nè. Chắc là vậy quá. Ừ. Ở đây bên chiều thì nó nắng lắm nha các chú. Tôi gọi vô cái hồ năm đi. Ai khen ổng là giống em giống ổng là em phái. Ủa ai à? Ủa vậy hả? Ủa hả? Thôi. Ai chân đẹp trai là phái à? Ai giống như ông Quỷ Linh là phái. Ô. Ai khen giống đẹp trai giống Vũ Linh hả? Mấy người khán giả của miền Tây á, Bạc Liêu á nói giống Vũ Linh mày. Vậy mà nãy chị Tiên á mới gặp kêu ra giống em. Ờ vậy hả? Nói anh là giống vô Vũ Linh hả? Ờ với ba đồng đồn vậy đó. Dạ đồng đồn. Bây giờ ra thử bài cô giống cứ con. Thấy ca coi giống nha. Nãy có ca rồi, ca không giống. Chứ em chưa có nghe, em chưa nghe động. Ca không giống rồi, ca là không biết giống không chứ em thấy anh hút thuốc với anh nhậu là giống rồi đó. Tại lúc ông về già thôi, giống ông về già thôi. Bây giờ mình đi ngoài mát tôi nghe thử, em chưa có nghe sao em biết được, em phân biệt là giống hay không nghe nè. Chứ em thấy là anh yêu mến chú lắm nè. Em nói chung là mày giống như ổng chăm chăm mà nói chung là em phải là con cháu ruột ổng mà em thần tượng ổng là hồi 10 tuổi á. Năm nay ổng gì lắm luôn. Dạ mà giống là phải đúng không? Đúng rồi. Tướng đi tóc ổng em còn để theo tóc ổng luôn. Bữa nay tại em đi đồ sụ không có vuốt tóc thẳng. Em có mấy game vuốt cao giống mà hình ổng luôn. Dạ rồi lần sau mà có cơ hội mà lên viếng thì mình sẽ chuẩn bị cho nó sau này nó giống ha. Lần sau này giống nha. Dạ. Lần sau em cố gắng lên. Dạ. Còn bây giờ cần nhất là muốn nghe hát thử coi là có em biết có nhận định ra là giống hay không nữa đây nè. Hàng mặt tử nè, nào hai cái hàng mặt tử cho ta. Ờ mình thích hát bài gì mình thích ở đây nè cho người ta luôn. Hàng tử mà em quên thuộc gì bấm đem bài hàng tử đi. Đó, ngoài đây mát nè ha hồ. Đây nè, đây nè, đây nè, đây nè. Hồi nãy em nói anh rồi, anh là anh uống bia, anh cách anh uống bia với mà anh hút thuốc là em thấy giống rồi đó. Cũng giống ổng rồi đó. Cảm ơn mấy anh em quay hình, mấy anh em tất cả anh em đã. Nói chung là mấy anh người cũng đam mê cậu Nam Du Linh lắm. Dạ, một lần nữa cảm ơn rất nhiều. Mà giờ cái hay vợ mình không thiệt đam mê thôi chứ là không giống, không giống được như chăm chăm đâu nghe. Giờ mình chỉ mình hát thôi. Mà mình sao quên bài ca nó không chừng đi kìa. Dạ rồi bây giờ mình cứ ca đi rồi cho tụi em thưởng thức thử. Cái gì mà không quên thuộc bài ca thiệt mà. Hàng mặt tử giờ không biết không thuộc, nó thích hàng mặt tử nè. Tình văn bóng chiếu được mà không thuộc bài ca. Cho nếu cho nếu anh em có cho ghi hình cho mượn cái mượn điện thoại chép lại ông cái. Điện thoại nhưng mà cái điện thoại là em hết pin này. Điện thoại là phải tắt ma ấy. Giờ anh thuộc đoạn nào anh hát đoạn đó cũng được không cho đó.
mình vô sao chị? Ai mua chăng tôi bán chẳng cho, phải không? Đúng. Chẳng nằm yên trên cành liễu trời chờ. Sao nữa? Người đã ra đi, về đi đất khách. Sao phải không anh? Dùng quên rồi. Trời. Thấy, thấy anh nhìn xuống nêu tự nhiên anh mất hứng luôn. Đừng quay miền Bắc ngại quá. Ngại quá. À, bây giờ mình nói chung là anh quên rồi thôi. Người định bán bao nhiêu mà không anh chăng buồn. Ghê. Chẳng ở trần gian hay trần chốn cũng hằng. Tôi muốn hỏi người điên hay tình, cất tiếng gào hoài đêm bán một gần chăng. Nhưng đã mấy đêm rồi ngồi điểm sau băng, nghe sương ve nhỏ giọt vào hồn. Nàng đã mấy năm rồi, bao đêm nhỏ giọt ta cùng nghe lòng suốt một mùa chăng. Không thuộc bài đi. Nói tôi nghe nè. Không, vậy là hay rồi. Rồi. Vậy là cảm ơn anh ha. Em thần tượng thiệt mà em không được nhõng đâu. Không, bây giờ em có ý kiến vậy. Lần sau mà anh có lên viếng cậu Năm một lần nữa thì anh sẽ chuẩn bị những bài cái hát hay hơn nữa ha. Cảm ơn anh. Ok. Chút xíu cho anh xin thủ cậu anh. Rồi. Em vuốt tóc cao rồi. Vuốt tóc cao lên rồi em đi ngon gàng xíu. Bằng áo luôn quét lên luôn. Rồi, ok. Có người chép đồng hoàng. Rồi lần okay, anh lần sau mà anh có lên là lần sau mình đi lên với anh nhà mồi cho cậu Năm đồng hoàng. Rồi em lên đồng hoàng. Lần sau mà sẽ tôm tắt ăn đúng không? Rồi ok. Rồi ok ha. Rồi. Dạ. Đến đây thì 15m Bình Dương xin khép lại video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các cô chú, các anh chị đã xem video của 15m Bình Dương. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.